Chakayan suttan cha bandham apitham machamang akotayanto cha tu sak cha dandang bappo thay ye parisa yamache. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả trang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy từ Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mang giáo pháp mò những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tăng thừa ân phụ đám mưa lành dưới khắp thế gian, bởi nhân kết tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư huy niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho sư. Dạ con xin xuống mít ạ. Kính đến lễ Đại Đức Thanh Tâm, Đại Đức Nguyên Thông cùng chư Tôn Đức. Xin chào quý vị Phật tử cho. Hôm nay là thứ năm, đúng theo lịch trình thì là ngày giảng của Đức Pháp Tính. Tuy nhiên chắc có thể Đức Pháp Tính bận công việc gì đó cho nên không vào trong lớp để mà sinh hoạt với chúng ta được. Bây giờ thì thư sư sẽ sinh hoạt với quý vị ngày hôm nay. Chúng ta không có còn nhiều thời gian nữa, vì vậy thiết nghĩ hôm nay mình học một đoạn thôi. Tuần trước mình đã học đến đoạn số 7 rồi, hôm nay mình học một đoạn số 8 thôi. Không biết cô Nguyên Trang có phần chánh văn ở bên đó hay không? Nếu như không có thì tôi sẽ đọc luôn, bởi vì nó cũng không có dài đâu. Rồi, vậy thì nếu mà có thì đọc dùm sư đoạn số 8, xong mời sư sẽ giảng. À, mời cô Nguyên Trang. Nam mô Bích Thay giá, dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ với sư, kính chào đạo tràng. Và sau đây con xin đọc phần chánh văn câu số 8. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, dạ con không biết mọi người có nghe được âm thanh con rõ không ạ? Cho con xin tín hiệu. Dạ cảm ơn chị Huệ Ngọc. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, người làm nghiệp ác mà biết và người làm nghiệp ác mà không biết, người nào có tội nhiều hơn? Vị trưởng lão đã nói rằng, tâu đại vương, người nào làm nghiệp ác mà không biết, người ấy có tội nhiều hơn. Thưa ngài Nagasena, chính vì điều ấy, hoàng tử nào hoặc quan đại thần nào của chúng tôi làm nghiệp ác mà không biết, có phải chúng tôi phạt người ấy gấp đôi? Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Một người cầm lấy cục sắt được nung nóng, đốt nóng, cháy rực, có ngọn lửa mà không biết, một người cầm lấy mà biết, người nào bị phỏng với mức độ trầm trọng hơn? Thưa ngài, người nào cầm lấy mà không biết, người ấy bị phỏng với mức độ trầm trọng hơn. Tâu đại vương, tương tự ý như thế, người nào làm nghiệp ác, người ấy có tội nhiều hơn. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Kính sư, con đã đọc phong xong phần chánh văn của câu số 8. Dạ con kính dâng mít lại cho sư ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Rồi, xin cảm ơn cô Nguyễn Trang. Bây giờ thì quý vị cùng với sư chúng ta làm lễ tam bảo tóm tắt, rồi mình sẽ học bài.
Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, hoặc là hàng đứng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng, có công đang hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng, những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, mô phạm của chúng sanh, bước đi của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm cởi ba ngôi cao quý. Kính thưa quý vị, thực ra ở đời chúng ta thấy người này hơn người kia về học vấn, về sắc đẹp, về tuổi thọ, về sức khỏe, về sức mạnh, về tài sản, vân vân. Tuy nhiên những thứ đó đó thực ra nó chỉ đóng cái vai trò thứ yếu thôi, nó chẳng qua nó chỉ là cái một phần nào đó của sanh tử thôi. Thứ mà quan trọng nhất, thứ mà quan trọng mà chúng ta cần phải phát triển á, y cứ vào đó cái cuộc sống của mọi người á, có cái sự hơn thua nhau, nó là cái nền tảng để từ đó những cái thứ còn lại, những pháp còn lại, nó dựa theo đó mà tạo nên sự thù thắng hay hạ liệt. Đó chính là cái nhận thức, thưa quý vị, nhận thức đúng đắn, hay còn gọi là chánh tri kiến. Bởi vì so với một kiếp thì chúng ta còn y cứ vào một vài những yếu tố như là giàu nghèo, đẹp xấu, vân vân. Tuy nhiên nếu mà so với sanh tử, so với thì cái sự hơn thua nhau, cái sự hiểu biết, nhận thức nhiều, đúng đắn nhiều hay ít, thì đó lại là một cái việc rất là quan trọng. Cho nên chính vì vậy mà ở trong bài kinh số 9, tức là kinh Trung Bộ mà ngài Xá Lợi Phất ngài thuyết, đó là bài kinh Chánh Tri Kiến. Trong bài kinh đó Phật ngài đã đến hai vấn đề rất là quan trọng. Vấn đề thứ nhất đó chính là cái trường hợp mà cái người mà làm ác bất thiện nhưng mà không có nhận thức được, không có nhận thức được, không có nhìn ra được, đó là cái điều xấu quấy, không có nên. Thì đối với hạng người này á, nó có hai cái trường hợp. Một á, là người làm bất thiện, điều xấu, điều quấy, điều không nên, nhưng mà không hề hay biết, không hề nhận thức đó là những điều không nên làm. Còn cái trường hợp thứ hai á, chính là cái người cũng làm xấu, làm quấy, làm những điều không nên, nhưng mà ngược lại họ lại nhận thức được đó chính là những điều xấu, điều quấy thật, là những điều không nên. Thì trong hai trường hợp đối với hạng người này á, thì cái hạng người thứ hai được xem như là ưu thắng hơn. Hạng người thứ hai được xem như là ưu thắng hơn. Rồi ngày giảng tiếp là đối với hạng người mà có một cái đời sống hiền thiện, lành mạnh,
sống tốt, làm những điều nên làm, nhưng mà không có nhận thức được đó là những điều tốt, điều xấu và những điều nên làm. Trường hợp thứ hai là người làm tốt, sống hiền thiện, nhưng mà họ nhận thức được đó là những pháp nên làm, những pháp tốt. Thì trong hai hạng người này, ngài ngài Xá Lợi Phất ngài ngài đề cập là hạng người thứ hai được xem như là ưu thắng hơn. Cho nên chính vì thế mà thông qua sự việc được trình bày ở trong bài kinh này, chúng ta có thể nhận thức được một điều rất là quan trọng. Cái vấn đề mà làm thiện hay ác đó, thưa quý vị, thực ra đối với Phật chúng ta đó, đó là điều đương nhiên chúng ta phải có. Mình không thể nào mà mình sống thiếu được hai cái pháp này. Bởi vì bản chất của phàm phu thì lúc thì thiện, lúc thì ác. Đó là điều mình phải phải thừa nhận. Tuy nhiên, để tạo nên cái sự khác biệt, đó chính là cái tâm tư mình như thế nào, có nhìn đâu là thiện, đâu là bất thiện hay không. Đây mới là điểm quan trọng, thưa quý vị. Vì sao lại như vậy? Vì cái trường hợp á, mà chúng ta đang bị rơi vào trong những tình trạng của bất thiện á, mà mình không hề hay biết, thì mình sẽ càng lún sâu hơn được. Và đôi khi á, mình làm điều đó với cái sự lầm tưởng ngược lại đó là những điều không có tội lỗi, không quấy, làm rất là mạnh mẽ, dứt khoát. Và thậm chí đôi lúc mà mình còn tự hào về điều đó nữa kìa. Cho nên càng ngày càng lún sâu. Còn nếu như mà chúng ta vẫn bị rơi vào trong những cái tình trạng là còn làm những điều ác, những điều quấy, những điều bất thiện, mà tâm của mình nhận thức được đó là những điều không nên, thì đến một lúc nào đó, cái quan trọng là ở cái khía cạnh thứ hai, đó chính là đến một lúc nào đó mình sẽ có thể từ bỏ được những pháp đó. Đây là điều rất là quan trọng. Chính vì vậy mà ở trong cái câu hỏi này, thưa quý vị, Đức Vua ngài ngài đề cập đến đối với một người làm điều tội lỗi, làm điều bất thiện, nhưng mà họ không có biết, họ không có ý thức được, thì như vậy phải chăng đó là cái quả khổ nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ nhẹ hơn, ít phải chịu tội lỗi hơn, là người mà trường hợp mà biết nhưng mà họ vẫn bị tái phạm ở đời á? Thưa quý vị, chúng ta có một cái cách cư xử, đó chính là thông thường á, người ta thường hay dựa theo cái việc là cái người làm nhưng mà không biết thì do bởi cái tính cách lần đầu, hoặc là do chưa biết thì du di xử nhẹ hơn cái người mà biết nhưng mà hiểu biết nhưng họ vẫn bị phạt. Thưa quý vị, thực ra đây nó chỉ là cái cách mình cư xử theo đời thôi, theo đời, theo cái tình cảm con người, theo cái việc nhận thức và chưa được nhận thức. Tuy nhiên đối với nghiệp lực thì không phải là như vậy, đúng không? Với nghiệp lực nó không phải là con người, nó không có vì lần đầu hay là vì không biết mà cái kết quả nó sẽ cho nặng hay là nó cho nhẹ.
Bởi vì nghiệp lực á, đó là một pháp tự nhiên, đó là một pháp tự nhiên. Cho nên chính vì thế mà ngài Nagasena ngài đã đưa ra một cái hình ảnh, đó chính là đối với người mà bốc vào trong một cái cục lửa, nếu như trường hợp mà cái người mà không nhận biết, đôi khi mình tưởng cái đó là cái vật coi như là nó không có nóng, nó không có nóng, hoặc là cái sự phẩm nó không có nghiêm trọng, hoặc là người đó không chưa có ý thức được như thế nào được gọi là phẩm. Cho nên cái việc đụng chạm bốc vào trong cái cục lửa đó nó sẽ trầm trọng hơn. Còn ngược lại, đối với trường hợp mà người đó người ta đã biết được, ta hiểu được lửa là thế nào, và khi mà mình cầm vào á, mình lỡ có trót dại cầm vào thì người đó cũng sẽ không có bị phỏng nhiều, do bởi cái sự nương, cái sự nương tay, bởi vì họ thừa biết mà, họ thừa biết, nhưng mà chẳng qua là bất đắc dĩ hoặc là vì một lý do nào đó mà họ không có tự chủ được mà phải bóc vào, thì lúc đó cái việc phẩm nó không có trầm trọng, nó không trầm trọng. Thưa quý vị, quả thực là như vậy. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng đối với một số những người mà có sự biết, sự hiểu biết về như thế nào là xấu, như thế nào là không nên, thì lúc bấy giờ khi mà họ mặc dù vẫn bị rơi vào trong những cái tình trạng làm những điều ác, làm những điều quấy, nhưng tâm tư của họ vẫn có sự dè dặt thứ gì. Như vậy chúng ta nói rằng á, đối với trường hợp của tâm thiện đó, thưa quý vị, của tâm thiện đó, nó có hai cái thành phần luôn luôn có mặt, đó chính là tàm và quý. Cho nên chính vì thế mà đối với những trường hợp mà chúng ta nhận thức được đó, thì nó vẫn làm cho nội tâm của mình có một chút gì đó kiêng dè, e dè hơn đối với những điều mà trong tâm tư của mình nhận thức được đó là điều xấu, quấy. Ít ra mình làm á, mình cũng không có dám làm một cách mạnh mẽ, hoặc là ít ra mình làm á, thì mình cũng không có vì đó mà đó là chuyện tốt, mình hả hê. Nhưng mà ngược lại á, cái sự nhận thức mà không có, sự nhận thức mà của một người không biết đó là điều quấy, điều xấu, đưa đến những cái tai hại, khổ u, thì đôi lúc người ta làm á, người ta tưởng là đó là điều đúng đắn, và thậm chí á, làm với cái sự hả hê. Và quan trọng một điều á, đó chính là cái cơ hội để mà họ thoát khỏi những điều đó đó, đó thưa quý vị, nó rất là mong manh, nó rất là mong manh, bởi vì sự nhận thức nó đã sai rồi, sự nhận thức nó không có. Cho nên chính vì vậy mà đối với nghiệp lực á, thì nó không phải là như vậy, thưa quý vị. Đối nghiệp lực không phải là như vậy. Ngược lại, nếu như những ai mà nhận biết được đó là điều sái quấy, điều xấu, thì họ vẫn có cái cơ hội, họ vẫn có cái cơ hội để từ bỏ những pháp đó rất là nhiều.
rất là nhiều. Bởi vì tại sao lại như vậy? Quý biết nền tảng á, của cái việc từ bỏ những pháp bất thiện để mà tu tập những pháp thiện, nó xuất phát từ cái nguyên nhân là từ khi nào, chỉ khi nào mà vị đó nhìn ra được, thấy được đâu là thiện, đâu là bất thiện. Nó xuất phát từ cái nguyên nhân đó. Nó cũng giống như là phải định hướng được chính xác cái con đường, thì lúc bấy giờ cái việc bước đi của vị đó nó mới có cái cơ hội để mà đi đến cái nơi tốt đẹp, nó cao hơn. Còn bằng như một người mà không hề biết gì hết, không hề biết gì hết, hoàn toàn mù mịt, đôi khi lại còn lầm tưởng nữa, cái con đường đó vốn đưa đến cái nơi không có tốt đẹp, nhưng mà mình tưởng lầm tưởng và không hề hay biết, thì càng đi thì càng xa vời, càng đi thì càng xa vời. Cho nên chính vì vậy mà ở đây khi nói về cái việc tu tập của một người á, việc nhận thức nó rất là quan trọng. Việc nhận thức nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Cho dù chúng ta có vì ham mê, có vì sự thỏa thích, nhưng đến một lúc nào đó mình cũng sẽ nhận chân ra được sự thật là như thế nào. Quý vị biết rằng trong thực tế nó có một vài những cái trường hợp mà nó làm cho cái cuộc sống của mình tự nhiên nó cũng có cái chiều hướng thay đổi đến một lúc nào đó. Chẳng hạn sư nói ví dụ, lúc còn nhỏ thưa quý vị, hoặc lúc tuổi thanh niên đó, mình hay có những cái sở thích ở trong cái lứa tuổi đó. Tuy nhiên đối với những người lớn hơn thì người ta từng có dạy rằng, ta từng có dạy rằng là không nên như vậy, bởi vì cái đó nó vốn nó không có kết quả tốt đẹp sau này. Tuy nhiên có một điều rất là lạ là thường thì ngay trong lúc đó mình chỉ được dạy như vậy thôi, chỉ được dạy như vậy thôi. Cũng hiểu biết, cũng nhận thức được, nhưng mà lúc đó mình là người trong cuộc, mình không có chịu từ bỏ những cái kiến chấp đó của chính bản thân mình. Mãi cho đến một cái thời gian sau, trong cái quá trình sống của chúng ta, tại sao chúng ta lại có một số những cái sự thay đổi về tâm lý, kể cả về những cái sở thích, về cái tư duy nó cũng thay đổi nữa, đúng không? Có bao giờ mà chúng ta thắc mắc như vậy hay không? Quý vị không biết quý vị có hay không, chứ bản thân sư là có đó, bản thân sư là có đó. Đấy, khi mà mình so sánh những cái việc đã ở trong quá khứ và từng bước trải qua cái tuổi đời của mình đó, thì hình như nó có cái gì đó. Tự nhiên đến lúc nào đó mình nhìn ra được những cái vấn đề ấu trĩ của chính bản thân mình nhiều hơn. Và tuy nhiên trên thực tế lúc đó mình ở cái độ tuổi đó, chúng ta không có thấy ra được điều đó nhiều. Hoặc là mình có thể mình hiểu ra được phần nào đó, nhưng mà mình rất là cố chấp, rất cố chấp. Đến lúc nào đó chúng ta có sự thay đổi tính, cách sống, và nhận thức ra được nhiều những cái vấn đề mà mình đã từng được nghe nói, đã từng hiểu biết trước đây, nhưng mà mình chưa có làm được. Và đến độ tuổi nào đó tự nhiên chúng ta làm một cách rất là tự nguyện, giống như là nó có một vài những cái điểm thay đổi nào đó.
ở trong cuộc đời của mình. Nó làm cho mình trở nên một người chững chạc hơn, suy nghĩ xa rộng hơn, thấu đáo hơn, tốt đẹp hơn. Đó là như vậy đó quý vị. Cho nên chính vì thế mà việc nhận thức vấn đề đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là đúng, đâu là không đúng, nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Chính vì mình không có sự nhận thức này á, thì cái cơ hội để mà mình thay đổi chính bản thân mình nó sẽ không có đâu, nó sẽ rất là mong manh, nó sẽ rất là mong manh. Cho nên cái việc xác định được phương hướng, xác định được đâu là pháp cần phải nên từ bỏ, đâu là pháp cần phải nên tu tập, nó dựa vào cái tri kiến, dựa vào sự nhận thức. Người á mà người ta từng quen sống theo những ác bất thiện pháp đó, thì đến lúc mà người ta nhận thức ra được thì thời họ có thể từ bỏ những pháp đó, họ có thể từ bỏ được những pháp đó được. Chưa đâu. Với cái sự nhận thức được, cho dù mình sống với thiện pháp, nhưng mà nếu như mà mình thỏa thích, thì vốn nó vẫn giam giữ lại ở trong cái những gì mà mình thấy, ngửi, nghe, nếm và đụng. Mặt khác, chúng sanh mà làm khổ lẫn nhau, tạo những nghiệp bất thiện nhiều đến với nhau là cũng vì sự tranh giành những sắc thinh khí vị xúc mà ra. Cho nên từ cái việc nhận thức này nè, thưa quý vị, từ cái nhận thức này nè, khiến cho một số những người người ta nhàm chán đối với năm dục, có cái sự nhàm chán đối với năm dục. Cho nên từ đó mới ly dục để mà tu tập, tìm kiếm vui khác, không có y cứ vào năm dục đem lại. Cái mà ít người người ta tranh giành hơn, và cái mà vốn cũng không có cần thiết phải tranh giành, không có cần thiết phải tranh giành. Đâu có ai mà đâu mà đâu có ai mà tranh giành được ở trong nội tâm của chính mình. Chúng ta chỉ tranh giành với những cái vật ở bên ngoài mình thôi, chứ còn đối với những cái niềm vui ở trong tâm mình do bởi ly dục, do bởi sự hoan hỷ ở trong tâm, thì đâu 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 có ai cần thiết phải giành được. Mà có giành thì giành cũng không có được, giành cũng không có được cái đó. Cho nên vì thế mà được xem như là nó bền bỉ hơn, cái niềm vui này nó bền bỉ hơn và nó cao thượng hơn, nó thanh lương hơn, và nó không có liên hệ đến cái quan trọng á. Cái quan trọng đó chính là nó thoát ly được với khổ u và những cái ác nghiệp liên hệ. Trong khi nếu như mà mình còn có sự thỏa thích đối với năm dục đó, thưa quý vị, cho dù á mình là người tốt, mình sống bằng cách tâm cầu tài sản, thọ hưởng một cách chân chánh đúng đắn, không có tà mạn, không có hại người, nhưng mà mình có nghĩ đến một cái việc đó là nếu như trường hợp mình sống như vậy á, mà người khác họ vẫn xâm hại đến mình, họ vẫn tranh giành đến mình để mà đoạt những thứ mà mình đang có, thì lúc bây giờ liệu mình có thể giữ được một cái nội tâm bình thản, không có thù hận, không có não hại chúng sanh khác ngược lại hay không? Chúng ta ít khi nào mà mình nghĩ đến chuyện đó. Thật ra thưa quý vị, hễ mà còn thích thú, hễ mà
đối với năm dục, cho dù á cái bản tính thuần thiện của người đó, người ta không có tranh giành, người ta không có cướp đoạt của người khác, người ta không có làm mất hạnh phúc gia đình của người khác, nhưng mà do bởi bị tranh đoạt, bị xâm hại, thì đến một lúc nào đó mình cũng sẽ biến thành những người kia, mình sẽ biến thành những người kia. Cho nên chính vì thế mà cái nguyên nhân gốc của những điều này á, đó chính là bởi vì mình còn vui thích, mình còn vui thích thọ hưởng đối với những thứ mà tất cả những người khác ai cũng đều nhăm nhe đến. Cho nên muốn được an toàn là phải phải phải, phải bỏ những cái đó ra, không có can dự vào nữa. Sư phụ sư hay dùng một cái từ gọi là không có dự SEA Games, không có sự dự SEA Games. Bởi vì sư kể cho quý vị nghe, hồi đó có một số những người cư sĩ, có một số những cái anh cư sĩ, ảnh ưa đi đến chỗ quý sư chơi. Lúc đó ở trên đó có hai thầy trò sư ở, thì đại khái là ảnh than phiền đủ thứ, than phiền là thưa sư, con đâu từ con thấy từ trước lúc mà từ đó tới giờ con đâu có hãm hại ai đâu, con đâu có cướp bóc hay là phá hoại gia đình hay là nhăm nhe tài sản của người khác một cách bất chính đâu, nhưng mà sao tại sao tất cả những cái bi thương nó đều dồn tập trung vô con? Thì như vậy có cảm thấy quá bất công hay không? Nghịch lực ở đây nó có bất công, có cái sự không có công bằng, theo như con thấy như vậy. Thì lúc bây giờ sư phụ sư mới trả lời hai câu. Câu thứ nhất đó là sư phụ sư nói bây giờ thì anh không có sống hại người khác, anh không có sống theo những cái cách như tước đoạt của cải người khác hay nhăm nhe hay hãm hại, nhưng mà anh có chắc rằng những kiếp trước là anh không có làm không? Đó là vấn đề thứ nhất đó. Thì khi được nói như vậy á, thì cái anh chàng đó anh nói là sao sư biết được kiếp trước con làm? Thì nếu như trường hợp như kiếp trước con không có làm á, có khi nào con vẫn bị hay không? Đây là một cái câu hỏi thêm của ảnh. Thì sư phụ sư mới trả lời như sau: cũng có chứ không phải là không. Thì lúc bây giờ anh nói là ủa sao kỳ vậy sư, tại sao lại như vậy? Nếu như kiếp trước mà làm á, mà do mình không nhớ lại được á thì không nói, nhưng mà nếu như trường hợp như con hỏi là nếu kiếp trước mình không có tạo, tại sao mình vẫn phải bị? Thì sư phụ sư mới trả lời là anh bị là do ai biểu anh còn thích tham dự SEA Games. Thích tham dự SEA Games tức là mình luôn luôn coi như vác cái mặt mình đến những cái chỗ mà có nguy hiểm, thì lúc bây giờ cái chuyện mà mình gặp nguy hiểm là cái chuyện đương nhiên thôi, cho nên đừng bao giờ hỏi tại sao hết. Thì ở đây đúng quý vị ý muốn nói đến là hễ mà mình còn có cái tâm tư, mình còn có cái tâm tư muốn can dự vào đối với năm dục á, muốn có nó, muốn tranh đoạt nó, thì tất cả những chuyện gì nó vẫn có thể nó xảy ra đối với mình, cho dù là mình có tạo nghiệp hay không tạo nghiệp ở trong quá khứ. Thì bởi cái việc đó, đó là cái đối tượng mà tất cả chúng sanh đều nhăm nhe, đều tranh giành hết. Cho nên việc mà để mà tranh đoạt được, hãm hại lẫn nhau, đó là cái chuyện đương nhiên thôi, đó là chuyện đương nhiên thôi. Đây là cái ý nghĩa là sự nguy hiểm của năm dục, sự nguy hiểm của năm dục là như vậy quý vị. Cho nên chính vì thế mà đối với trường hợp của một người mà khi họ họ nhận thức được vấn đề, cái việc nhận thức nó rất là quan trọng đúng quý vị. Bởi vì hồi nãy sư nói với quý vị là nó dựa trên cái việc mà mình hiểu biết đúng đắn, mình thì cái cơ hội để mà xoay chuyển tình thế, cái cơ hội để mà mình làm thay đổi tâm tư của chính bản thân mình và cuộc đời mình nó mới xảy ra.
Còn nếu như mà mình không biết á, thì mình cứ suốt ngày là mình phải nếm những cái trái đắng mà mình không hiểu lý do tại sao. Không hiểu lý do tại sao. Nó cũng giống như là cái việc chữa bệnh của mình cũng vậy. Quý vị biết không, có một số những cái trường hợp á, của những vị á, bị bệnh á, cái tai hại ở đây á, không, đôi lúc mình không có, mình không có sợ là bị bệnh nặng đâu, mà cái tai hại ở đây đó chính là việc mà mình chuẩn không có đúng bệnh. Cái trường hợp này ở Việt Nam xảy ra không có ít đâu, quý vị. Không ít đâu. Bởi vậy cho nên vì thế mà khi nghe những người thân của sư nói về cái tình trạng mà kiểm tra sức khỏe ở bên một số những nước khác đó, sư rất là hoan hỷ. Không phải đây là mình định bợ hay là gì, nhưng mà sự thật là như vậy. Tuy là cái giá cả của nó để mà chăm lo cho sức khỏe người ta rất là cao, nhưng mà nó đồng thời mình đừng có quên là người ta đi kèm với một cái trách nhiệm, rất là ok. Còn mình ở đây á, về mình ham rẻ, nhưng mà cái trách nhiệm đối với cái tình trạng sức khỏe của người dân không có cao. Cho nên từ đó nó có một vài những cái trường hợp, chẳng hạn như chuẩn bệnh không có đúng, nói chi xa thưa quý vị, nói chi xa. Quý vị biết ngay tại chùa Vũ Đức này thôi, hồi xưa đó có một vị, vị đó hồi đó cũng rất thân với gia đình sư, mà cái thời gian đầu của tôi quý vị chuẩn bệnh không có đúng, cho nên cái việc điều trị chữa trị đã sai phương pháp, và đến khi mà chuẩn bệnh đúng rồi á thì lúc bây giờ lại không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi. Vị đó chết thưa quý vị. Mà trên thực tế tình trạng sức khỏe của vị đó trước đây rất là ok, rất là khỏe, thậm chí khỏe hơn sư. Sư thanh niên, nhưng mà vị đó lớn tuổi nhưng vị đó rất là khỏe. Cho nên chính vì thế mà có một vài những trường hợp đó, chúng ta phải dựa trên sự thay đổi tình thế là do bởi xác định được đúng vấn đề. Xác định đúng vấn đề. Có những cái thứ mà bệnh hoạn hay là những cái khó khăn nào đó mà mình không có nhìn ra được đúng bản chất của nó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không có kiếm được một cái phương pháp giải trừ phù hợp. Ở đây cũng vậy đúng quý vị. Đối với sanh tử, cái con người nào mà cái sự nhận thức về thiện, về bất thiện nó có mặt ở nơi tâm của càng nhiều thì cái cơ hội để vì đó ly khổ đắc lạc càng cao. Còn cái việc nhận thức ngược lại của người nào ở trong tâm á, trong suốt quá trình sanh tử mà cứ nhồi nhét vô ba cái coi như là coi bói nè, rồi cúng cúng bà cúng cô nhiều vô thì cái cơ hội ly khổ đắc lạc của người đó rất là thấp, rất là thấp, rất là kém. Kể cả việc mà hướng đến sự giải thoát cũng vậy. Đối với sự giải thoát hoàn toàn đó thưa quý vị, về cái tri kiến rất là quan trọng, rất quan trọng. Đó là như vậy. Bây giờ sư xin trình bày như vậy thôi, dừng lại ở đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phần còn lại thì sư xin gửi nhất lại cho lớp học. Nam mô Phật Thầy Giác. Nam mô Phật Thầy Giác. Xin thay mặt đoàn tràng cảm ơn kính trí ân sư Huy Niệm đã từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học cho chúng con ngày hôm nay, con số 8 kinh Milinda. Và sau đây con và con kính kính thỉnh sư Thanh Tâm. Và con kính thỉnh sư Thanh Tâm, tại vì con thấy còn vài phút nữa con kính thỉnh sư Thanh Tâm cho chúng con ngồi thiền trước khi hết giờ. Và con kính thỉnh sư Thanh Tâm ạ. Dạ con không biết sư Thanh Tâm có chút máy không ạ. Dạ không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ. Cho con xin tín hiệu. Dạ, nguyên trị. Dạ con hồi hướng. Dạ sau đây con kính thỉnh sư Huy Niệm chúc phúc cho đạo tràng cho của chúng con, rồi con xin hồi hướng nha sư. Dạ con xin xuống mic ạ, con kính gửi mic lại cho sư ạ.
Tất cả phước báu hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm kiến thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch tàn đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm việc tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng Phật gặp Phật nào, kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy cánh nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm ham tháo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm tiên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Huy Niệm, sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông đã từ bi hoan hỷ đến đạo tràng và cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và sau đây con kính cảm ơn quý cô chú đến với đạo tràng và kính mong quý cô chú trở lại vào ngày mai là thứ năm bên Việt Nam, là có nghĩa là thứ sáu bên Việt Nam, thứ năm ở Mỹ, thứ sáu Việt Nam, và vào lúc 9 giờ Mỹ, có nghĩa là 8 giờ sáng bên Việt Nam. Dạ, con kính mong quý cô chú trở lại và ngày mai là giờ học của sư Huy Niệm. Chúng ta sẽ tiếp tục học kinh Melinda nha. Và sau đây con một lần nữa con kính chúc đạo tràng có một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Buddhaya. Và con xin xuống mít tạ và rung sẽ khép lại trong vài giây phút lại nữa.